trí. Cho dù họ là cha mẹ các người, anh em các người, cũng phải phân rõ ranh giới. Chúng ta phải làm các con ngoan của Mao chủ tịch, chứ không phải là con của họ. Tuy là ông bà xin tôi ra, nhưng mà ông bà lại phép phản loạn, cho nên tôi không tha lỗi cho ông bà. Hải, ông là bà của con mà. Bà cũng vậy. Đã biết học hành càng nhiều thì sẽ càng phản động, sao bà bắt tôi học hành chứ? Hôm nay tôi sẽ bỏ tên mà ông bà đặt cho tôi. Từ nay trở đi không gọi là Giang Tư Hải, mà tôi lấy tên là Giang Làm Phản. Em lên đây phân rõ ràng. Đừng có làm như vậy. Ê, bà làm cái gì đó? Tôi bỏ đi một hồi thôi, bà làm biến rồi hả? Chưa có bà đâu, sao không thấy ông ở đây vậy? Tại sao lại ở đây? Vì Vinh bị bệnh à, ba qua đây giúp một tay thôi. À, chết ông rồi. Ông đã tự làm trái công tác ở trên giao xuống, cấu kết với đám người lầy làm bậy làm bạ. Được, tôi ghi lỗi các người. Mày ngon lắm, bây giờ làm hồng vệ binh giúp cho các ba mày à. Đừng mất dịch, ta không có ngán mày đâu, ta phải ghi lỗi. À, mày dám đánh tao hả? Đừng đánh lộn mà. Hải à, đừng đánh lộn mà. Hải à, Băng à, đừng có đánh lộn. Đánh lộn con à. Bang à, mẹ đã nói con đừng có đánh mà. Ở đâu? Anh dám đánh Tiểu Hồng Bình, có phải muốn trả thù giai cấp không? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Con nói nữa nè. Quỳ xuống mày. À, làm sao phạt hai người này đây? Bắt hai người này sửa như chó. Phải sửa như chó. Sửa mau, sửa đi. Đi bên kia có nghe không? Sửa mau. Đồng chí, tại tôi đánh Tiểu Hùng Bình thôi, không bắt mấy bé này đâu. Tôi đã chết mà. Nói như làm gì, sửa mau. Sửa mau.